Đấy, nghịch biển tên của bác này. Nó đang cua nghịch biển tên của bác nhỉ. Đấy. Đấy, chuột kêu đấy, chuột chạy đấy. Thằng nào vừa khóc nhè nhỉ? Thằng nào không biết vừa khóc nhè. Em cháu tên là gì? Tít hả? Đức hả? Tên là Đức hả? Tên là gì? Nói chậm thôi. Bác hả? À, chuột ở trên kia. Nhưng bác hỏi tên em là gì? Minh Đức hả? À, Minh Đức. Đây, thằng cu đây. Đây, anh em nó. Đấy. Bố. Đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi giường đây. Bác hỏi. Thế bố cháu làm nghề gì? Bố cháu làm gì? Công. À, bố cháu làm công an à? Công an có hai thằng cu đẹp trai thế. À, bố mới cắt tóc cho con đấy hả? Cậu bé chơi rất ngoan. Đây. Từ lúc live stream quay video thấy không thấy khóc nhè nữa. Mẹ gửi đi làm. Ngồi đây với bác. Đây. Hai đứa. Quay chưa? Bác đủ. Cháu thích ăn mì tôm hả? Cháu thích ăn mì tôm hả? À, thích ăn mì tôm sống. Tối hôm qua ăn đủ gói rồi đúng không? Ừ. Muối à? Ừ. Na 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 na. Cứ bố biển tên nó nghịch thôi. Thích nghịch biển tên. Đấy, tú máu ngực của bác nghịch. Đây 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 đây. Bé tí là yêu ngay nhỉ, nặng im ngay, trật tự ngay, mới đầu còn lạ. Ê.